xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân xin kính chúc quý vị sẽ có ngày làm việc thật là hiệu quả và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay Kính thưa quý vị, sau khi truyền hình nhân dân có bài phản ánh tình trạng gần 30 cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ hơn 1,4 tỷ đồng tiền lương, tiền bảo hiểm và các khoản phụ cấp, ngày 18 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Công đoàn viên chức tỉnh đã đến trao quà động viên cho đoàn viên là cán bộ giáo viên của bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhân dịp xuân Quý Mão 2023. để kịp thời góp phần hỗ trợ các đoàn viên được vui xuân đón Tết đầm ấm, công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh cho đoàn viên là cán bộ giáo viên của bệnh viện đa khoa trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trường nhưng có cơ chế tài chính độc lập, Hiện bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đang nợ lương cùng bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác của cán bộ nhân viên với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Lý giải về điều này, lãnh đạo nhà trường cho biết do công tác tuyển sinh và dịch bệnh Covid-19 khiến các khoản thu khám chữa bệnh bị thiếu hụt. Ngày 18 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho hơn 1.380 công nhân lao động mất việc, bị cắt giảm giờ làm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh Long An. Long An hiện có 48 doanh nghiệp với tổng số là hơn 16.900 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong đó có hơn 2.300 lao động mất việc chấm dứt hợp đồng lao động, trên 14.500 lao động bị cắt giảm giờ làm, nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương ngừng việc. Liên đoàn Lao động đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho hơn 930 công nhân lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 449 công nhân lao động bị cắt giảm giờ làm, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt. Kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn vận động phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh do Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Long An quản lý. thưa quý vị với tinh thần tương thân tương ái từ tích lũy thành quả tăng gia sản xuất và huy động sự chung tay của mạnh thường quân bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã tổ chức triển khai chương trình xuân biên phòng ấm lòng quân dân góp phần sẻ chia khó khăn và giúp người nghèo trên khu vực biên giới biển bình thuận đón xuân quý mão ấm áp đủ đầy hơn được tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng trăm phần quà là những thực phẩm thiết yếu hàng ngày, quà Tết và tiền mặt đã được cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh Bình Thuận gửi tặng đến các hộ nghèo trên khu vực biên giới của tỉnh. Khi mà nhận quà này thì đường thì cũng xa nhưng mà tôi thấy cũng rất vui bởi vì cũng biết ơn những cái mấy chú mà đã là bộ đội mà mình còn có điều kiện để giúp cho những người dân nghèo thì tôi thấy rất là mừng và cảm ơn nhiều trước nữa là đồn biên phòng sau nữa là nhà tài trợ sau nữa là cũng giúp cho dân được cái tết này ăn cái tết ấm ấm trong gia đình vui vẻ căn cứ vào khả năng điều kiện thực tế và hiệu quả từ các mô hình trong năm bộ đội biên phòng còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương giả soát các hộ gia đình chính sách hộ nghèo bảo đảm mọi người dân trên địa bàn biên giới biển đều được đón tết vui tươi đầm ấm từ cái kinh phí từ quỹ tăng gia rồi là cái đóng góp của cán bộ chiến sĩ một phần nhỏ và cùng với lại một phần của các mảnh thường quân đã tạo lên được một cái số số quà tương đối lớn để giúp cho bà con nhằm là trao cho bà con trong cái dịp tết trong cái thời gian tới thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều kế hoạch phối hợp với các nhà hảo tâm, mảnh thường quân để mua sắm những phần quà tặng cho bà con nghèo ở trên địa bàn để mong cho bà con chúng ta là có một cái Tết vui tươi đầm ấm và có những cái phần quà để giúp cho bà con giảm một phần khó khăn để cuộc sống đặc biệt trong cái đón Tết con xuân vui vẻ vui tươi. Một mùa xuân lại đến và với những người lính biên phòng này những hoạt động chăm lo cho người dân nghèo không chỉ là sự chung tay sẻ chia khó khăn mà còn là sự tri ân đối với người dân nơi biên giới trong việc hỗ trợ giúp đỡ lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao củng cố niềm tin thắt chặt tình quân dân trong xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới của tỉnh nhắc đến dân tộc thái là nhắc đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng núi tây bắc trong đó múa xòe được coi là một đặc trưng của nghệ thuật dân gian và trở thành biểu tượng văn hóa của dân tộc thái đến với bản lác huyện mai châu tỉnh hòa bình du khách sẽ được thỏa thích và chiêm ngưỡng những nét đẹp độc đáo của điệu múa xòe thái Ngày xuân, vùng đất Mai Châu, Hòa Bình lại rộn ràng trong điệu xòe của người Thái, khắp các bản làng, người dân gác bỏ lại những công việc thường ngày để cùng vui điệu xòe, cùng chúc nhau một mùa xuân mới. Từ khi sinh ra, mỗi người dân tộc Thái ở bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã được nuôi dưỡng lớn lên cùng với điệu múa xòe Thái. Múa xòe Thái không những đẹp về nghệ thuật mà còn mang tính nhân văn tốt đẹp, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, tạo sức hút đặc biệt do sống giữa thiên nhiên hùng vĩ cùng với sự cần cù tinh thần sáng tạo trong công cuộc chinh phục thiên nhiên nên mỗi khi hoàn thành một công việc trọng đại người thái lại nắm tay nhau quanh đống lửa nhảy múa ăn mừng người thái có một câu ca sao đó là không xòe thì cây lúa không trổ bông không xòe thì cây ngô không ra bắp và không xòe thì trai gái không thành đôi vì thế dù là những dịp uh, niềm vui nhỏ của gia đình uh, của dòng họ hay là đến những cái dịp lớn của bản làng thì không thể nào mà vòng bóng điệu xòe thái được uh, xòe càng vui uh, người xòe càng đông và vòng xòe càng rộng thì thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của bà con nơi đây thứ hai nữa là một mùa màng sẽ bội thu và đặc biệt đó là tình yêu giữa trai gái với nhau sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Vì vậy, điệu xòe thái là một trong những cái nét rất là đặc sắc của đồng bào dân tộc người Thái ở Mai Châu. Hầu hết các bản của người Thái đều thành lập đội văn nghệ quần chúng để múa xòe thái. ở huyện Mai Châu vẫn luôn tồn tại loại hình nghệ thuật dân gian đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Năm nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được kiểm soát, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Các tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột được trang trí lộng lẫy, dợp bóng cửa hoa, tô thắm thêm mùa xuân thắng lợi. Cũng như mọi năm, để tạo điểm nhấn cho bức tranh mùa xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã làm con đường hoa rực rỡ trải dài trên tuyến đường chính của thành phố, thu hút đông đảo du khách đến chụp hình lưu niệm. Các tuyến phố bích họa và chợ hoa Buôn Ma Thuột càng thêm nhộn nhịp, người người vui xuân sắm Tết. Năm nay thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để chào đón năm mới và chào mừng 93 năm mùa xuân có Đảng. Đặc biệt, thành phố vui mừng phấn khởi khi được Quốc hội thông qua nghị quyết một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trong 5 năm tới. Thưa quý vị, mai vàng yên tử là một trong số nhiều loài cây gắn liền với lịch sử lâu đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sinh trưởng trên chốn non thiêng Yên Tử đây là loài cây được giới chuyên gia các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu đánh giá là một nguồn gen quý của việt nam và trước nguy cơ giống gen gốc đang ngày một mai một thì loài mai vàng này đã được anh trịnh minh quang ở thôn tân đồng xã tân mộc huyện lục ngạn bảo tồn và thành công nhân giống với hàng chục nghìn cây mỗi năm tốt nghiệp đại học từng làm khá nhiều nghề song với niềm đam mê mai vàng yên tử anh quang đã tìm và thu mua siêu tầm những cây giống gốc mai vàng yên tử do người dân khai thác về thuần hóa với suy nghĩ bảo tồn giống mai vàng trước nguy cơ bị mai một đồng thời hướng đến việc tạo ra sản phẩm độc đáo góp phần phát triển du lịch địa phương anh đã tự tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc và kỹ thuật dâm hom cây giống bằng hạt mai vàng từ cây gốc bố mẹ đến nay anh đã thành công trong việc bảo tồn giống gen gốc Hiện nay mỗi năm anh sản xuất và cung ứng ra thị trường được khoảng 10.000 cây giống mai vàng yên tử, đồng thời cung cấp vài trăm cây mai có tuổi đời từ 5 đến 10 năm cho thị trường cây cảnh. Sau muốn dịp Tết là khi dòng mai tử ra hoa và một thời gian sau nó sẽ ra quả. Quả đấy thì nhà vườn chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp là để dâm gọi là ươm hạt. Ươm hạt để mọc những cái giống và sau khi đó là ra ra vườn chúng tôi sẽ mang ra vườn để chăm sóc cũng như là phát triển để có được thành công, người thanh niên sinh năm 1994 này đã phải mạnh dạn chặt bỏ 3 hecta cam canh và bưởi diễn hơn 10 năm tuổi. Chỉ sau vài năm, anh Quang đã chứng minh cho gia đình và người thân thấy được quyết định đúng đắn của mình. Nhà nông đất thì rộng, thế giờ là, là chuyển đổi cây trồng thì chúng tôi mạnh dạn là chuyển sang cái cây cảnh này. Thế và bước đầu thì thấy là cũng thấy có hiệu quả là, là cũng cung cấp được một số cây ra thị trường cho bà con tiêu dùng. Mai em tử thì nó sẽ sinh sống tự nhiên ở những vách đá, vách núi rất là nguy hiểm và trên đấy là khí hậu rất là lạnh. Như là khi về đây nếu mà nhà vườn chúng tôi muốn để nở cái đúng dịp Tết này để cho mọi người dân người ta chơi và tham chiêm ngưỡng thì chúng ta chúng tôi phải dùng biện pháp là ủ điện, ủ nhiệt. Hiện toàn bộ diện tích 3 hecta của gia đình anh đã được phủ kín bởi mai vàng yên tử. Không dừng ở đó, anh Quang còn đi tìm kiếm ở khắp nơi để tiếp tục đưa thêm các giống cây quý có giá trị cao xu hướng chơi nhiều vào sản xuất như mộc hương, trà hoa vàng, hoa mẫu đơn để tạo sự đa dạng, nâng cao giá trị đồi vườn. Ở nhà tôi thì diện tích cũng có vài mẫu. Nếu mà như anh Quang mà cũng gọi là cho học hỏi và làm theo thì tôi cũng sẽ liên kết làm như anh Quang. Với vị trí nằm giáp danh vùng núi Yên Tử, trên trục đường tâm linh, việc bảo tồn thành công giống mai vàng Yên Tử sẽ góp phần tạo nên sản phẩm du lịch gắn với chốn thiêng Yên Tử. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên khắp phố phường thành phố Đà Lạt, mai anh đào đã bung nở và khoe sắc hồng rực rỡ, tạo nên một bức tranh đa sắc màu với những nét điểm xuyết đặc trưng của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Năm nay mai anh đào nở rộ đúng vào dịp sát Tết Nguyên đán, làm cho thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày càng trở nên rộn ràng và ngập tràn màu sắc. Dọc các cung đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, mai anh đào trổ nhụy, đơm hoa, rung răng níu chân lữ khách. Lần đầu tiên đặt đến chân đến miền đất này thì mình rất là vui, khí hậu rất là mát mẻ và hoa đào ngoài Bắc dù có đẹp đến đến đâu nhưng mà Đà Lạt có đặc trưng riêng của của Đà Lạt đó là hoa nở hai bên đường rất là nhiều. Năm nay thì may mắn là đến Đà Lạt và ngay cái dịp mà hoa anh đào nở thì đi khắp các cung đường ở đây á thì đều thấy hoa anh đào hết thì thực sự, sự rất là thích. Cái cảm giác rất là dễ chịu với lại nó, nó nó có một cái đặc trưng là những cái thành phố khác thì chị đi thì chị không có thấy được cái loại hoa này á. Nếu như ở nội đô thành phố mai anh đào khiến các tuyến đường ở thành phố Đà Lạt như đường Trần Hưng đạo, Hùng Vương, Cô Giang, Phó Đức Chính, Nam Hồ trở nên thơ mộng, thì ở ngoại ô các vùng đồi vắng như tại xã Xuân Thọ, Xuân Trường, phường 11 lại có hàng trăm cây mai anh đào rực hồng hai bên đường với sắc xuân nhẹ nhàng, bồng bềnh cùng tiết trời xe lạnh của Đà Lạt tạo nên những không gian mai anh đào quyến rũ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong năm 2022, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ TSA đã phát hiện và thu giữ 6.542 khẩu súng trong hành lý sách tay của hành khách tại các sân bay trên toàn nước Mỹ. Con số tăng mạnh so với năm 2021. Hơn 6.500 khẩu súng được Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ TSA phát hiện tại 262 sân bay khác nhau, trong đó gần 90% số vũ khí bị tịch thu này là những khẩu súng đã được nạp đạn. Các sân bay có số lượng súng được tìm thấy nhiều nhất tập trung ở các thành phố lớn, trong đó sân bay quốc tế Hansfield Jackson, Atlanta ở bang Georgia đứng đầu với 448 khẩu súng bị tịch thu. Đây cũng là số lượng súng lớn nhất được phát hiện tại một sân bay kể từ khi TSA thành lập vào năm 2001. Theo quy định của TSA, súng chỉ có thể được vận chuyển trên máy bay thương mại nếu đã được tháo rời, đóng gói trong hộp cứng, có khóa và đặt trong hành lý ký gửi. Trước khi lên máy bay, hành khách cần khai báo súng, đạn và tất cả bộ phận khác của súng tại quầy làm thủ tục. Các quốc đảo ở Thái Bình Dương vừa đưa ra lời kêu gọi Nhật Bản trì hoãn việc xả nước thải từ máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển do lo ngại điều này có thể tác động tiêu cực đến nghề đánh bắt cá. Trong thông báo vào ngày 18 tháng 1, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) nêu rõ, việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt cá, vốn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của khu vực này, khi đây là nơi cung cấp tới 50% số cá ngừ trên thế giới. Thư ký của diễn đàn ông Henry Puna lo ngại, chất phóng xạ có thể di chuyển khắp đại dương theo dòng hải lưu và thủy triều, đồng thời có thể gây ô nhiễm môi trường sống của các loại cá. Diễn đàn đang làm việc chặt chẽ với Nhật Bản và công ty năng lượng TEPCO, điều hành nhà máy điện nói trên về vấn đề này. Lời kêu gọi của diễn đàn PEF được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản vào ngày 13 tháng 1 thông báo sẽ bắt đầu xả ra biển nước thải có chứa chất phóng xạ đã qua xử lý ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch vừa chính thức được nhận danh hiệu Thủ đô Kiến trúc Thế giới 2023 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO theo đề xuất của Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế. Cứ 3 năm một lần, Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế cùng UNESCO sẽ chọn ra một thành phố đã có những thành công nhất định trong quy hoạch đô thị và kiến trúc bền vững để thắp sáng ngọn đuốc của Đại hội Kiến trúc sư Thế giới. Hiện thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã nhận ngọn đuốc của danh hiệu thủ đô kiến trúc thế giới từ Rio de Janeiro của Brazil. Đối với giới kiến trúc sư, Copenhagen là biểu tượng của những sáng tạo đột phá hướng tới sự bền vững không gian công cộng, văn hóa xe đạp, kiến trúc và ẩm thực có thể nói kiến trúc của thành phố Copenhagen luôn mang tính định hướng con người đến một lối sống bền vững, không ô tô, không rác thải, không ô nhiễm, không lãng phí và thân thiện với hệ sinh thái. Copenhagen đặt mục tiêu trở thành thành phố không carbon vào năm 2030. Xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời vừa được một công ty khởi nghiệp của Ấn Độ giới thiệu tại triển lãm ô tô tại Uttar Pradesh. Mẫu phương tiện sạch này thể hiện nỗ lực hướng đến giảm ô nhiễm và khí thải tại các thành phố lớn của Ấn Độ. Chiếc xe mang tên EVA có hai chỗ ngồi và được gắn các tấm pin mặt trời trên nóc xe, cho phép xe di chuyển 10 km mỗi ngày. Các tấm pin có khả năng sạc lên tới 3.000 km trong một năm. Công ty chế tạo chiếc xe có tên VGM Mobility dự định đưa chiếc xe nhỏ gọn nặng 500 kg này ra thị trường trong vòng 18 tháng tới. Các hoạt động thúc đẩy phát triển phương tiện chạy bằng năng lượng tái tạo đang được đẩy mạnh tại Nhật Bản khi chính phủ nước này hướng đến cắt giảm khí thải và ô nhiễm ở các thành phố lớn. Điều này mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển và kinh doanh các loại hình ô tô chạy bằng điện và thị trường phương tiện vận tải thân thiện với môi trường ở Ấn Độ. Xin được chuyển sang mục điểm báo. Thưa quý vị, trong chuyên mục cùng suy ngẫm được đăng tải trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý, Sức ý của Tết với người việt tết nguyên đán là sự kiện quan trọng trong năm tết là dịp mọi người trở lại với những giá trị văn hóa truyền thống bởi thế giữ gìn những tập tục truyền thống là cần thiết nhưng cũng cần có những thay đổi về tư duy cách thức đón tết sao cho phù hợp để không bị áp lực mệt mỏi chúng ta cần phải gìn giữ những giá trị cốt lõi mà quan trọng nhất đây là dịp để gia đình được xung vầy thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng việc chạy theo những giá trị hình thức và coi đó là gìn giữ, nhất là những lễ nghi khiến Tết đang tạo ra một sức y lên cộng đồng và gây ảnh hưởng đến công việc của toàn xã hội. Theo thông tin được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân, tỉnh đoàn Quảng Trị vừa phối hợp với nhiều đơn vị công ty trên địa bàn tổ chức chương trình Bữa cơm tất niên ấm tình lòng mẹ tại chương trình đoàn viên thanh niên các tổ chức đoàn đi chợ mua thực phẩm nấu bữa cơm tất niên và ăn cơm cùng bà mẹ việt nam anh hùng trong không khí ấm cúng xung vầy đây là hoạt động thể hiện việc chăm lo tết cho người có công với cách mạng khá sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh quảng trị bởi Tết Nguyên đán là dịp hết sức đặc biệt đối với mỗi gia đình của người Việt Nam. Bữa cơm tất niên và bữa cơm trong những ngày Tết là khoảnh khắc được sum họp, là nơi thể hiện sự tôn trọng yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Nhắc nhở mọi người nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và ghi ơn những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những ngày cuối cùng của niên hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, muộn nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2023, cùng với sự nỗ lực của các bộ ngành, số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt cao nhất từ trước tới nay. Thế nhưng theo thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong thì kết quả đó vẫn chỉ đạt 75,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Với đơn vị có tốc độ giải ngân thấp, cơ quan chức năng kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công của năm tiếp theo. Gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước gửi văn bản yêu cầu 6 địa phương là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Bình Dương yêu cầu đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023. Dự án không thể giải ngân được hết vốn kế hoạch năm 2022 sẽ không thuộc diện được được kéo dài theo quy định phải hủy dự toán hoàn trả ngân sách về trung ương. Còn theo bài viết được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị năm 2023 một năm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức đến từ bên ngoài và cả bên trong nội tại của nền kinh tế lạm phát duy trì ở mức cao chính sách tiền tệ thắt chặt tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá trị đồng tiền giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia thị trường bất động sản ở nhiều nước khó khăn hơn. Do vậy, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, chúng ta cần quyết liệt tập trung đẩy mạnh và triển khai nhanh hơn các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của năm 2023 trên tinh thần đoàn kết, kỳ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời và hiệu quả. Thưa quý vị, năm nay thì nhiều nhà vườn miền Tây phấn khởi đón Tết cổ truyền vì những ngày này thì xoài cát, hòa lộc, dưa hấu, thanh long, chanh không hạt đều tăng giá. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang. Sầu riêng tại địa phương hiện có mức giá từ 110 đến 120 ngàn đồng một kg tùy loại. Do vậy, nếu thu hoạch đúng thời điểm giáp Tết này, nông dân thu trên 2 tỷ đồng một hecta và lãi dòng từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một hecta, cao nhất so với các loại cây ăn quả đặc sản còn tại an giang thì nhiều địa phương trồng dưa hấu ở đây đã nỗ lực đưa dưa hấu trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu canh tác hoàn toàn hữu cơ để nâng giá trị sản phẩm theo bài viết được đăng tải trên báo Hà Nội mới, để phục vụ người dân đón Tết Quý Mão, các đơn vị viễn thông điện lực đã lên phương án bảo đảm dự cầu vụ sao cho thông suốt rồi ổn định. Và cùng với đó là công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết cây hoa cây cảnh cùng cơ bản cũng đã hoàn tất, đem đến một không khí xuân rất là tưng bừng trên khắp đường phố thủ đô. Từ ngày 23 tháng 1 tức ngày 22 tháng Chạp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco đã huy động 100% nhân lực, phương tiện bảo đảm các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ. Còn theo đại diện lãnh đạo trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán thì trung tâm phối hợp công ty lưới điện cao thế thành phố và các công ty điện lực cam kết bảo đảm điện Tết an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng cho người dân. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp nối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với phần trình bày của biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, trong khi giá vàng thế giới tăng trở lại thì giá vàng trong nước không có nhiều biến động. Chính phủ chỉ đạo cơ cấu lại thị trường bất động sản trong bối cảnh nhà ở xã hội không thu hút được chủ đầu tư. Số lượng cá nhân xin hoàn thuế thu nhập tăng 20%. Đó là những nội dung đáng chú ý của nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại nhiều cửa hàng không có bảng giá niêm yết sản phẩm, giá dàn phun hoa và dàn phun viên, hai sản phẩm được nhiều người tìm mua nhất có giá lần lượt là 900.000 đồng và 400.000 đến 600.000 đồng một dàn tùy loại. Trong khi đó, thông tin trên website của nhà máy Z121, giá dàn phun hoa là 330.000 đồng một dàn, dàn phun viên là 308.000 398.000 đồng một dàn 25 hoặc 36 ống. Giá ống hoa lửa cầm tay cửa hàng bán với giá 120 đến 140 000 đồng một túi, còn giá niêm yết tại nhà máy là 32 000 đến 33 000 đồng. Như vậy giá bán lẻ tại các cửa hàng cao hơn giá công bố của nhà máy 2 đến 3 lần tùy loại, còn giá tại các hội nhóm trên mạng luôn neo cao và có nhiều mức giá khác nhau. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 226.487 xe, tăng 30% so với cùng kỳ và xe nhập khẩu đạt 178.148 xe, tăng 37%. Số liệu của tập đoàn thành công cho thấy thương hiệu Hyundai năm 2012 có doanh số đạt 81.582 xe. VinFast cũng bàn giao 4.278 xe ô tô điện VF8 và VFE34 cho khách hàng trong cả nước tính gộp tổng lượng ô tô tiêu thụ trên cả nước trong năm vừa qua đạt 490.495 xe, tương ứng với mỗi phút có gần một xe ô tô được bán ra. VN Index tăng 7,19 điểm, tương ứng 0,68% lên 1.063,58 điểm. HNX Index tăng 0,74 điểm, tương ứng 0,35% lên 212,68 điểm. Upcom Index tăng 0,2 điểm, tương ứng 0,28% lên 72,39 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường lại ở mức thấp. Khối lượng giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt 219,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3 triệu 739,3 tỷ đồng. HNX có 31,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 393,9 tỷ đồng và con số này trên Upcom là 18,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 169,8 tỷ đồng. Vì thị trường đi lên trong nghi ngờ trên nền thanh khoản thấp dễ mang lại rủi ro cho những nhà đầu tư đua giá trong phiên Giá vàng trên thế giới tăng lên 1897 đô la Mỹ một ounce, tăng 13 đô la Mỹ một ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Đây là phiên giao dịch thứ ba liên tiếp giá vàng thế giới tăng mạnh. Theo tỷ giá quy đổi tại Vietcombank, giá vàng thế giới là khoảng 55,2 triệu đồng một lượng. Đây là mức cao nhất của giá vàng thế giới trong hơn một năm qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC được tập đoàn Doji niêm yết ở mức 66,1-66,9 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm biết giá vàng miếng SJC là 66,15, 66,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra giữ nguyên. Giá vàng nhẫn tròn trơn là 53,5, 54,35 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong báo cáo mới nhất, công ty chứng khoán VN Direct kỳ vọng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ phục hồi và lên mức 3,3 tháng nhập khẩu tương đương 102 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023 so với mức hiện tại là 90 tỷ đô la Mỹ. Dự trữ ngoại hối được kỳ vọng phục hồi nhờ tỷ giá ổn định hơn, thặng dư thương mại cao và tài khoản vãng lai chuyển sang thặng dư trong năm tới. Dự báo thặng dư thương mại năm 2023 có thể đạt 13,4 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Tài khoản vãng lai chuyển từ thâm hụt trong năm trước sang thặng dư ở mức 1,4% GDP vào năm nay. Điểm tích cực là 41% số doanh nghiệp châu Âu cho rằng trong quý 4 năm 2022, các công ty châu Âu chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam với số lượng tăng mạnh so với mức 13% trước đó. Ngoài ra, 35% doanh nghiệp châu Âu nhận định Việt Nam thuộc top 5 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu và 12% cho rằng Việt Nam là điểm đầu tư quốc tế hàng đầu của công ty họ. Dù vậy, các doanh nghiệp châu Âu cũng cho rằng vẫn còn nhiều các rào cản về pháp lý đối với các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn với tổng diện tích gần 7,8 triệu mét vuông. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các quy định của pháp luật về nhà ở nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, thủ tục đầu tư xây dựng, các chính sách ưu đãi chủ đầu tư, chính sách về nguồn vốn nhằm thu hút các tổ chức cá nhân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội. Trong năm 2023, chính phủ sẽ ưu tiên cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản, giả soát hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường giám sát kiểm tra đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, các thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, bảo đảm phát triển công khai, minh bạch, an toàn ổn định, lành mạnh và bền vững. Trong năm 2022, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 23.545 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tăng 21% số hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 22.893 hồ sơ với số tiền là 150,4 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng hồ sơ và 11,7% về số tiền hoàn. Như vậy, tính bình quân mỗi hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gần 6,6 triệu đồng tiền thuế. Số lượng hồ sơ cuối kỳ là 625 hồ sơ hiện đang trong quá trình xử lý, trong đó đang trình là 176 hồ sơ. Chuyển sang các thông tin giao thông. Ngày 18 tháng 1, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô, khiến cho giao thông qua khu vực này bị ủng ứ nhiều giờ liền. Trong lúc dòng xe đang di chuyển trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe khách giường nằm và năm chiếc xe ô tô con. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng xảy ra vào giờ cao điểm khiến cho giao thông bị ùn ứ kéo dài. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã phối hợp giải tỏa hiện trường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, giao thông hoạt động thông thoáng trở lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn giao thông của một nam sinh điều khiển xe máy khi đang di chuyển lên cầu thì va chạm với một xe máy đang dừng sát lề đường rồi mất lái lao xe vào xe tải chạy cùng chiều rất may nam sinh này sau đó đã có thể đứng dậy sau khi được nhiều người đi đường giúp đỡ Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt bình luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng nam sinh điều khiển xe máy không chú ý quan sát. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do tài xế xe máy liều lĩnh dừng xe trên cầu. Luật giao thông đường bộ quy định cấm các phương tiện như ô tô, xe máy dừng đỗ trên cầu nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản đối với lái xe, chủ xe của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hùng Hưng có địa chỉ tại tỉnh Thái Bình về hành vi chở quá số người quy định và củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm chống người thi hành công vụ theo quy định. Chiều ngày 16 tháng 1 nhận được thông tin phản ánh của người dân, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Tuy Phước đã dừng ô tô khách biển kiểm soát 17B02252 để kiểm tra Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu lái xe xuống xe xuất trình giấy tờ, thì lái xe Đào Văn Tình và chủ xe Đặng Văn Hạnh đã có hành vi chống đối, lôi kéo hành khách trên xe cùng tham gia cản trở, đồng thời tăng ga đâm vào rào chắn bỏ chạy. Đến 21 giờ cùng ngày, lái xe và hành khách mới hợp tác để về trụ sở công an huyện Phú Mỹ làm việc. Trích xuất thiết bị giám sát cho thấy trên xe chở 43 người lớn, 6 trẻ em trên xe, trong khi phương tiện chỉ cho phép chở 34 người. Hiện Cơ quan Công an huyện Tuy Phước đang củng cố hồ sơ tiếp tục làm việc với lái xe để điều tra xử lý theo quy định. Quý vị khán giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt, và hẹn gặp lại!